không đi khám thì không phát hiện ra. Ngày xưa chỉ mỗi bên một răng thôi, bây giờ là kéo theo cả hàm con ạ. Cái hàm này là mất cả hàm của U. Thật sự luôn là mình là phụ nữ, mình thấy là nó thay đổi, ảnh hưởng hết cả khuôn mặt. Đấy, nhổ đi nhá, là làm cho mặt mình hõm ấy. Rất là thiếu tự tin, cái răng nó làm rất thiếu tự tin rồi đấy. Mặt của cô thì hiện tại là đang đợi chồng implant nên là cái má hõm nó hiện rõ rồi đấy. Đấy. Nó vừa rất là ảnh hưởng cái thẩm mỹ của người phụ nữ. Và thứ hai là cái đầu tiên quan trọng là nó không làm cho mình không nhai được, đi đâu cũng không ăn được cái gì cả. Toàn là phải ăn cháo với lại cái đồ xay thôi. Mắt răng do bệnh lý và hồng cầu răng sứ, khách hàng Lê Thu Thủy đã phải đối diện với những cơn đau nhức kéo dài, suy giảm khả năng ăn nhai và mất thẩm mỹ trên gương mặt. Sau khi tìm hiểu về công nghệ trồng răng implant Sheptech, cô Thủy đã quyết định đến với nhà khoa học Intech để khôi phục lại những chiếc răng đã mất của mình, cùng theo dõi hành trình trồng răng implant của khách hàng Lê Thu Thủy. Khách hàng Lê Thu Thủy đến với chúng tôi trong tình trạng là cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nhổ răng ở trong bệnh viện. Và đây là cái phim X-quang mà chúng tôi đã tiến hành chụp cho cô. Thì với ở trên phim này thì cái tình trạng mất răng của cô là ở hàm trên, đặc biệt là ở bên trái. Cô đã tiến hành nhổ 6 cái răng trong một lần và hiện tại là cái phần xương ở đây đang bị tiêu đi rất là nhiều. Đồng thời là ở hàm dưới ở bên phải thì cô đã có một cái cầu răng sứ đã làm đã lâu và hiện giờ thì ăn uống thì đang bị đau nhức ở cái vùng này. Do rằng là cái cầu răng sứ này đã bị gãy. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ tiến hành cấy ghép implant cho cô Thủy. Mời cô chú và anh chị cùng theo dõi. Cái implant ấy thì hôm vừa rồi là cô đến là bác sĩ coi như là tiêm để rạch để nhét cái implant vào đấy. Thật sự luôn là cô là không thấy đau một chút nào, bác sĩ Duy là tuyệt vời đấy, cô công nhận. Lúc đầu là cứ sợ. Thế nhưng mà không thấy đau lắm. Sau 3 tháng thì các trụ implant đã tích hợp tốt vào xương hàm và cô Thủy quay lại với phòng khám để tiến hành lắp răng sứ. Và sau buổi lắp răng ngày hôm nay thì cô có thể ăn nhai khỏe mạnh giống như người bình thường. Đây ở trên này nó có hai cái lỗ kỹ thuật, mấy cái lỗ kỹ thuật là cháu hàn lại, cháu bịt lại rồi. Nếu mà có vấn đề gì thì cháu tháo cái mối hàn này ra, cháu tháo cái răng ra mà không động chạm đến cái implant ở bên dưới. Nhá, cái đấy nó rất dễ dàng và nó an toàn. Đấy là cái ưu điểm của cái phục hình bắt vít của mình. Đấy. Bây giờ là răng nó liền nó khít với lại những cái răng bên cạnh. Cô cắn lại. Đấy, hàm trên với hàm dưới nó sẽ khít vào với nhau. Đấy, cô ăn nhai thì nó sẽ nghiền được cái thức ăn của mình. Đấy, cô nhé. Đó. Sau khi lắp răng xong ấy, thì là cảm nhận của tôi là tôi thấy là cái hõm này của tôi nó đầy lên. Trước đây mà chưa lắp thì nó hõm vào, trông rất là xấu. Nhưng mà đến khi lắp vào thì cái chỗ hõm này nó phồng lên. Cái tính thẩm mỹ của cô thấy là rất là tốt. Tại vì là mặt của cô thì đầy lên này, răng thì cô nhai được này. Bác sĩ cho thử cắn những cái giấy thì cô thấy là nó rất là chắc.
tôi thấy là cái răng implant, cái hình dáng bên ngoài và ăn nhai 90% y hệt như răng thật luôn. Tôi gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Duy trực tiếp làm cho tôi. Bác sĩ Duy là rất là chu đáo, và các đội ngũ ở đây là các cháu, là các em là tư vấn rất là nhiệt tình. Cảm ơn nha khoa Lạc Việt rất là nhiều. Như vậy, hành trình trồng răng implant của khách hàng Lê Thu Thủy đã hoàn thiện. Cô đã chính thức khôi phục thành công những chiếc răng đã mất của mình, đảm bảo thẩm mỹ và chức năng ăn nhai tốt nhất. Hy vọng thời gian tới, với hàm răng chắc khỏe, cô có thể thoải mái đón nhận tuổi già, sống hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu của mình.